năm điều mà ông Trump sẽ thực hiện nếu tái đắc cử tổng thống Mỹ 2024. Tỷ lệ đặt cược ông Trump tăng mạnh trước bầu cử, khả năng xuất hiện kịch bản lịch sử. Bầu cử Mỹ 2024, cuộc thăm dò dư luận cuối cùng trước giờ G. Kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật mới nhất của chúng tôi. Sau đây là phần tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Người dân xứ sở cờ hoa và thế giới băn khoăn về viễn cảnh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Sau 8 năm tham gia chính trường và một nhiệm kỳ Tổng thống nhiều ồn ào, ông Trump được dự đoán sẽ còn mang đến nhiều sự khó đoán hơn nữa nếu quay lại với chiếc ghế đầy quyền lực này. Sau đây là 5 điều mà ông Trump sẽ làm nếu trở thành tân Tổng thống Mỹ. Đầu tiên, nếu trở lại Nhà Trắng, ông Trump có thể sa thải ông Jack Smith, công tố viên đặc biệt dẫn đầu các cuộc điều tra về cựu Tổng thống. Ông Trump nói, tôi sẽ sa thải ông ta trong vòng 2 giây, Ông ta là một trong những vấn đề đầu tiên mà tôi phải giải quyết. Ông Trump cũng cảnh báo sẽ trừng phạt các công tố viên và thẩm phán giám sát nhiều cáo buộc hình sự nhà vào ông. Thứ hai, ông sẽ tiến hành ân xá cho người tham gia vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1, 2021. Ông Trump cho rằng một số người đang bị giam giữ oan. Thứ ba, ông sẽ chấm dứt thỏa thuận xanh mới. Trong một video vận động tranh cử vào năm 2023, ông Trump tuyên bố ông sẽ chấm dứt sự độc tài của thỏa thuận xanh mới vào ngày đầu tiên nếu đắc cử Tổng thống Mỹ. Theo ông Trump, Thỏa thuận xanh mới là trò lừa đảo lớn nhất lịch sử và có thể ảnh hưởng xấu đến kinh tế Mỹ. Thứ tư, ông sẽ tiến hành mở cuộc đàn áp người nhập cư ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên nếu tái đắc cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024. Theo NIT, kế hoạch sắp tới của cựu Tổng thống Mỹ là cuộc tấn công vào vấn đề nhập cư ở quy mô chưa từng thấy trong lịch sử nước Mỹ hiện đại. Mục đích của kế hoạch này là trục xuất hàng triệu người mỗi năm, bao gồm cả những người đã định cư ở Mỹ trong nhiều thập kỷ. Và cuối cùng, ông sẽ cấp thẻ xanh cho sinh viên tốt nghiệp đại học. Ông Trump từng bày tỏ sự ủng hộ việc tự động cấp thẻ xanh, thẻ thương chú nhân cho những người không phải công dân Mỹ nhưng đã tốt nghiệp đại học. Ông Trump nói, điều tôi muốn làm và tôi sẽ làm ngay là khi bạn tốt nghiệp một trường đại học, bạn nên tự động nhận được thẻ xanh như một phần của bằng tốt nghiệp để ở lại nước Mỹ. Ngoài ra, ông Trump còn lên kế hoạch để tiến hành trả đũa người tiền nhiệm. Phát biểu trong chương trình tọa đàm với cử tri ngày 5 tháng 12, 2023, ông Trump cho biết ông sẽ không trở thành nhà độc tài trừ ngày đầu tiên bước vào Nhà Trắng. Khi được hỏi rằng liệu ông có lạm dụng quyền lực để trả thù ai đó nếu đắc cử hay không, ông Trump đã nói rằng, trừ ngày đầu tiên, tôi muốn đóng cửa biên giới và khoan dầu, khoan dầu, khoan dầu. Theo Reuters, các tổng thống Mỹ thường ký hàng loạt sắc lệnh hành pháp trong vài ngày đầu tiên sau khi nhậm chức. Mục tiêu của họ là đảo ngược các chính sách mà người tiền nhiệm đưa ra. Vào cuối ngày mùng 5 tháng 11, giờ Mỹ, trưa 6 tháng 11 giờ Việt Nam, ông Donald Trump ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa và bà Kamala Harris, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ, sẽ kết thúc cuộc đua song mã đầy gay cấn vào Nhà Trắng. Kể từ khi xuất hiện trên vũ đài chính trị, tỷ phú Donald Trump đã luôn gây chú ý và tạo ra nhiều dấu ấn lịch sử. Từ một tay ngang trở thành ông chủ Nhà Trắng, ông trở thành vị tổng thống đầu tiên bị luận tội đến 2 lần và là cựu tổng thống Mỹ bị kết án 34 tội danh. Con đường mà ông đã trải qua từ kinh doanh cho đến chính trị là một hành trình không hề bằng phẳng, thậm chí có thể nói ông đã vượt ngàn trông gai để đi đến vị trí như hiện tại. Ông Donald John Trump sinh ngày 14 tháng 6 năm 1946 tại quận Queens, New York, Mỹ, là con trai của một đại gia bất động sản. Từ khi còn nhỏ, ông Donald Trump đã được thừa kế tinh thần kinh doanh từ cha. Khi lên 3 tuổi, ông đã có thu nhập tương đương 200.000 đô la Mỹ mỗi năm, tính theo giá trị hiện nay và trở thành triệu phú năm 8 tuổi và đến năm 17 tuổi đã là đồng sở hữu một tòa chung cư 52 căn. Trải qua nhiều thăng trầm, năm 28 tuổi, Ông Trump chính thức trở thành chủ tịch tập đoàn của gia đình mà sau này là Trump Organization. Ông Trump là một trong những doanh nhân ít kinh nghiệm về chính trị đã từng tranh cử và đắc cử tổng thống Mỹ. Ông gây chấn động khi đánh bại đối thủ nổi tiếng, cựu nữ ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vào tháng 11 năm 2016 với số phiếu đại cử tri áp đảo 306 so với 232 phiếu, dù thua về phiếu phổ thông để trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ, mở đầu cho một sự nghiệp chính trị đầy tranh cãi. Một trong những dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp chính trị của ông Trump là sự linh hoạt về đảng phái khi ông đổi đảng tới 5 lần. Ông từ Đảng Cộng hòa năm 1985 sang Đảng Cải cách năm 1999, rồi qua Đảng Dân chủ năm 2001, trước khi quay về Đảng Cộng hòa năm 2009 và sau đó trở thành cử tri độc lập. Đến năm 2012, ông Trump quay lại với Đảng Cộng hòa và giữ tư cách thành viên đến nay. Năm 2015, vị tỷ phú Mỹ chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống và chiến thắng với khẩu hiệu làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và nước Mỹ trên hết. Bốn năm tại Nhà Trắng của ông Donald Trump có nhiều di sản gây tranh cãi, đặc biệt là chính sách hạn chế nhập cư cứng rắn và căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng nền kinh tế Mỹ dưới thời chính quyền ông Trump đã tăng trưởng mạnh mẽ, tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục và thị trường chứng khoán đã có giai đoạn đạt đỉnh cao. Con đường theo đuổi sự nghiệp chính trị của ông Donald Trump không hề suôn sẻ. Ông từng bị Bộ Tư pháp điều tra với cáo buộc thông đồng với Nga trong các chiến dịch tranh cử cũng như đối mặt với hàng loạt vụ kiện về gian lận và hối lộ. Năm 2020, sau khi thất bại trước ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden với tỷ lệ 232-306, vị tỷ phú của Đảng Cộng Hòa đã không công nhận kết quả bầu cử và đưa ra các cáo buộc gian lận. Ông Trump bị xem là người thúc đẩy cuộc biểu tình ngày 6 tháng 1 năm 2021, chỉ 15 ngày trước thời điểm chuyển giao quyền lực, dẫn đến bạo loạn tại đồ Capitol. Sau khi rời Nhà Trắng, ông trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết án 34 tội danh hình sự liên quan việc làm giả hồ sơ kinh doanh. Một trong những cáo buộc là việc chi trả tiền bịt miệng ngôi sao phim người lớn vào năm 2016. Ngoài ra, ông cũng bị điều tra vì hành vi can thiệp vào kết quả bầu cử năm 2020 và việc lưu giữ tài liệu mật sau khi rời nhiệm sở. Ngoài việc bước vào đường đua tranh cử Tổng thống năm 2024 với hồ sơ có nhiều vết đen, ông Trump cũng phải trải qua hàng loạt những trông gai khác để có thể đi đến ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 tới từ những nghi ngờ của nội bộ đảng, sự ngáng chân của đảng Dân Chủ sự phản đối từ dư luận cũng như các vụ kiện và điều tra đang diễn ra. Thậm chí, trong quá trình tranh cử, ông còn phải đối mặt với mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng. Trong đó có vụ ám sát hụt chấn động hồi tháng 7 ở bang Pennsylvania. Bất chấp hàng loạt bê bối và khó khăn pháp lý, ông Trump vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều cử tri, minh chứng qua số phiếu ủng hộ bám đuổi sát nút với đối thủ đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris, trong cuộc đua tranh cử năm 2024. Đối mặt tất cả những trông gai đó với phong cách mạnh mẽ, ông Trump kiên quyết tiến lên với khát vọng trở lại Nhà Trắng. Nhiều người ủng hộ tin rằng ông có khả năng vực dậy nước Mỹ một lần nữa, đặc biệt là trong bối cảnh cường quốc số một thế giới đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế, tình trạng khủng hoảng nhập cư và các thách thức quốc tế. Nhiều sự kiện trong quá khứ đã chứng tỏ rằng với ông Trump không có gì là không thể. Nếu ông thành công trong lần tranh cử này, ông sẽ lập nên một kỷ lục mới trong lịch sử chính trị nước Mỹ. Tính đến ngày mùng 3 tháng 11, đã có hơn 4,2 triệu cử tri tại bang Bắc Carolina đi bỏ phiếu sớm, đánh dấu kỷ lục mới và vượt qua con số ghi nhận trong kỳ bầu cử Mỹ năm 2020. Hãng tin AP dẫn lời Ủy ban bầu cử bang Bắc Carolina thông tin, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm tại các quận phía Tây, nơi vừa gánh chịu thiệt hại nặng nề do siêu bão Helen quét qua hồi cuối tháng 10 vừa qua, cao hơn hẳn so với các quận còn lại của bang. Cụ thể, theo giới chức bang Bắc Carolina, nếu tính cả những cử tri bỏ phiếu vắng mặt, tổng cộng đã có gần 4,5 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu sớm, chiếm 57% trên tổng số 7,8 triệu cử tri đăng ký tham gia bầu cử. Con số này ở 25 quận bị siêu bão Helen tàn phá nhỉnh hơn khoảng 2%, đạt tỷ lệ 58,9%. Bà Karen Brinson Bell, giám đốc điều hành Ủy ban bầu cử bang Bắc Carolina tuyên bố Tôi tự hào về toàn thể 100 ủy ban bầu cử và hàng nghìn nhân viên tham gia chiến dịch bầu cử tại Bắc Carolina. Về thành tích này, tôi đặc biệt tự hào về người lao động và cử tri tại khu vực phía Tây bang Bắc Carolina. Các bạn là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng tôi. Tỷ lệ cử tri đi bầu sớm cao trong năm nay cũng phản ánh nỗ lực của Đảng Cộng hòa ở bang này nói riêng và trên toàn quốc nói chung trong việc khuyến khích người dân đi bỏ phiếu sớm. Điều này tạo ra sự tương phản rõ rệt với cuộc bầu cử năm 2020 khi cựu tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng việc bỏ phiếu qua bưu điện tiềm ẩn nhiều gian lận mà không có bằng chứng cụ thể. Ngoài cuộc bầu cử tổng thống, cư dân bang North Carolina còn lựa chọn thống đốc mới, người đứng đầu cơ quan tư pháp của bang và nhiều vị trí cấp bang khác cùng với các hạ nghị sĩ. Năm nay, các chuyên gia dự đoán rằng 7 bang bao gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin sẽ là chiến trường quyết định liệu ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Kamala Harris hay ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ giành chiến thắng. Dù hàng trăm triệu cử tri Mỹ sẽ đi bầu cử vào ngày 5 tháng 11 tới, nhưng là phiếu của cử tri tại bảy bang nói trên có thể sẽ mang sức nặng lớn vì tỷ lệ ủng hộ cho hai ứng viên này trong các cuộc khảo sát là rất xích sao với nhau. Chênh lệch hàng nghìn phiếu phổ thông có thể giúp một ứng viên giành được hết phiếu đại cử tri của đối thủ cục diện cuộc bầu cử tới nay vẫn rất quyết liệt. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang kết thúc một trong những cuộc tranh cử tổng thống gay cấn và quyết liệt nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ. Các cuộc thăm dò ý kiến cuối cùng vẫn cho thấy không có nhà phân tích uy tín nào sẵn sàng tuyên bố người chiến thắng. Polymarket viết trên X ngày 4 tháng 11, tỷ lệ đặt cược vào ông Trump đang tăng trở lại. Ngày mai là ngày bầu cử. Theo đó, tính đến chiều ngày 4 tháng 11. Tỷ lệ đặt cược ông Trump chiến thắng là 58%, trong khi tỷ lệ đặt cược của bà Harris là 42%. Mặc dù tỷ lệ đặt cược của ông Trump đã lên đến 67% trong ngày 30 tháng 10, nhưng tỷ lệ này đã giảm mạnh trong những ngày sau đó xuống 53% vào cuối tuần trước và chỉ tăng trở lại ngay trước ngày bầu cử. Các báo cáo xuất hiện vào tháng trước cho thấy tỷ lệ đặt cược trên Polymarket có thể bị thao túng. Nên tảng này sau đó đã xác định một công dân Pháp duy nhất là chủ sở hữu của 4 tài khoản đã đặt cược hơn 50 triệu đô la Mỹ vào ông Trump. Cô Ly Market không cho phép cử tri Mỹ đặt cược vào cuộc bầu cử. Trên Canxi, một nền tảng được quản lý gần đây đã được toán cho phép tiếp tục chấp nhận cá cược bầu cử. Ông Trump nắm giữ lợi thế 56% so với 44% của bà Harris, một sự thay đổi nhỏ về phía ông Trump kể từ khi các đường xu hướng hội tụ vào cuối tuần. Trong khi đó, theo nền tảng Predict, cơ hội đắc cử của bà Harris là 54%. Theo mô hình dự báo dựa trên thị trường chứng khoán có tên gọi công cụ dự đoán tổng thống. Nhiều khả năng bà Harris sẽ trở thành nữ tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ. Mô hình này đã dự đoán đúng kết quả của 21 trên 24 kỳ bầu cử. Nguyên tắc cơ bản của công cụ dự đoán tổng thống rất đơn giản. Khi chỉ số S&P 500 tăng trong 3 tháng cuối cùng trước cuộc bầu cử, đảng đương nhiệm thường vẫn tại vị. Ngược lại, sự sụt giảm của chỉ số này sẽ cho thấy phe đối lập sẽ giành chiến thắng. Trong khi đó, với việc hai ứng cử viên tổng thống Mỹ tranh giành 538 phiếu đại cử tri, một kịch bản hòa là điều hoàn toàn có thể xảy ra, giống như cuộc bầu cử năm 1800 giữa ông Thomas Jefferson và ông Adonner. Giới chuyên gia cho rằng việc ông Trump và bà Harris năm nay cùng đạt 269 phiếu không phải là bất khả thi. Nếu trường hợp này xảy ra, tu chính án thứ 12 trong hiến pháp Mỹ được kích hoạt, trong đó quy định hạ viện lựa chọn tổng thống, còn thượng viện chọn phó tổng thống. Trong cuộc bỏ phiếu năm nay, cử tri Mỹ không chỉ bầu tổng thống mà còn bầu lại một số ghế thượng viện và 435 ghế hạ viện. Hạ viện Mỹ khóa mới sẽ họp ngày mùng 6 tháng 1 năm 2025 để kiểm đếm và xác nhận phiếu đại cử tri. Nếu ông Trump và bà Harris đều cùng đạt 269 phiếu đại cử tri, cơ quan này sẽ tuyên bố bầu cử theo nghị sĩ đoàn để quyết định ai sẽ là người đắc cử. Các ứng cử viên trong cuộc bầu cử đặc biệt này là ba người có nhiều phiếu phổ thông nhất. Thượng viện sẽ quyết định phó tổng thống từ hai ứng cử viên nhận nhiều phiếu nhất. Mỗi thượng nghị sĩ bỏ một phiếu. Ứng viên cần nhận 51 phiếu trong tổng số 100 phiếu để chiến thắng. Hai ứng viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ lần lượt là ông James David Vance Vâng, Timones. Nếu các phái đoàn tiểu bang tại Hạ viện không bầu được tổng thống vào ngày nhậm chức 20 tháng 1 năm 2025, thì phó tổng thống mới do Thượng viện lựa chọn sẽ trở thành tổng thống tạm thời. Trong trường hợp Thượng viện cũng không quyết định được tân phó tổng thống trước ngày 20 tháng 1 năm 2025, đạo luật tổng thống kế nhiệm quy định chủ tịch Hạ viện sẽ đảm nhận vai trò điều hành đất nước cho đến khi chọn được tổng thống và cấp phó. ông trump bà harris tiếp tục đưa ra phát biểu trận động sát thời điểm diễn ra bầu cử tổng thống mỹ trong khi đó các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ giữa hai bên vẫn bám đuổi cụ thể trong những giờ cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống mỹ 2024 ứng cử viên đảng dân chủ kamala harris đã có một bài phát biểu quan trọng tại nhà thờ christopher emmanuel institutional church of god christ ở detroit michigan bà kêu gọi cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu của mình để quyết định tương lai đất nước chúng ta có quyền quyết định số phận của quốc gia mình cho các thế hệ mai sau. Chúng ta phải hành động. Chỉ cầu nguyện thôi là chưa đủ, chỉ nói xuông cũng không đủ. Chúng ta phải biến những kế hoạch mà Ngài đã dành sẵn cho chúng ta thành hiện thực qua hành động của mình. Cùng lúc đó đối thủ của bà, cựu Tổng thống Donald Trump, đang tổ chức chiến dịch vận động tại Pennsylvania. Tại một cuộc meeting ở đây, ông Trump đã có những phát biểu gây tranh cãi với ngôn từ bạo lực, chỉ trích đảng Dân Chủ và các cuộc thăm dò cho thấy bà Harris đang nhận được sự ủng hộ. Ông cũng không ngừng chỉ trích Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Những phát biểu của ứng cử viên Donald Trump đã dấy lên lo ngại về việc ông tiếp tục sử dụng ngôn từ công kích giống như những gì đã xảy ra trong các sự kiện trước đây. Dù vậy, tỷ lệ đặt cược ông Trump chiến thắng tăng mạnh ngay trước bầu cử. Theo nền tảng đặt cược trực tuyến Polymarket, cơ hội chiến thắng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng với Phó Tổng thống Kamala Harris hiện là 58%, trong khi tỷ lệ đặt cược vào bà Harris là 42%. Trước đó tỷ lệ đặt cược vào ông Trump đã lên đến 67% hôm 30 tháng 10, nhưng tỷ lệ này đã giảm mạnh những ngày sau đó, xuống 53% vào cuối tuần trước và chỉ tăng trở lại ngay trước ngày bầu cử. Các báo cáo xuất hiện vào tháng trước cho thấy tỷ lệ đặt cược trên Polymarket có thể bị thao túng. Nền tảng này sau đó đã xác định một công dân Pháp duy nhất là chủ sở hữu của bốn tài khoản đã đặt cược hơn 50 triệu đô la Mỹ vào ông Trump. Poly Market không cho phép cử tri Mỹ đặt cược vào cuộc bầu cử. Trong bối cảnh trên, Phó Tổng thống Kamala Harris đang đối mặt với thách thức lớn. Cố vấn chính trị Kenneth L. Cartesian, người chuyên viết diễn văn cho cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và tương lai trợ lý của cố Tổng thống Mỹ Richard Nixon, Mới đây đã chỉ ra ba lý do chính có thể khiến bà Harris thất bại trong bầu cử trên tờ Wall Street Journal. Thứ nhất, sự suy giảm ủng hộ từ cử tri truyền thống của Đảng Dân Chủ. Theo ông Kartesian, hàng trăm nghìn đảng viên Dân Chủ kỳ cựu không thể hình dung bà Harris là người kế thừa xứng đáng của những nhà lãnh đạo huyền thoại. Như Franklin D. Roosevelt, Harry Truman, John F. Kennedy hay Lyndon John Johnson Khoảng cách này quá lớn đến mức ngay cả chiến dịch quảng cáo trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cũng khó có thể thu hẹp. Thứ hai, sự thiếu chuẩn bị cho cuộc đua chính trị cấp quốc gia. Dù đã có gần 4 năm vì cương vị phó tổng thống Mỹ, bà Harris được cho là đã không tận dụng cơ hội để khẳng định vị thế của mình. Thay vào đó, bà vẫn phải dựa vào sự hậu thuẫn từ những người bảo trợ như cựu tổng thống Barack Obama và các phương tiện truyền thông quốc gia trong nỗ lực nhằm ngăn cản cựu tổng thống Donald Trump tái đắc cử Lý do thứ ba là việc thiếu vắng một thông điệp rõ ràng và khác biệt. Khi được hỏi trên chương trình The View về những điều bà sẽ làm khác so với tổng thống Joe Biden, bà Harris đã không thể đưa ra câu trả lời thuyết phục. Thay vào đó, bà chọn cách gắn mình với những chính sách hiện tại của chính quyền tổng thống Biden. Với những yếu tố trên, ông Kachigian cho rằng cử tri có thể sẽ nghiêng về phía một ứng viên có kinh nghiệm và thành tích đã được chứng minh. Thay vì đặt niềm tin vào một nhân vật chính trị có nhiều điều cần phải chứng minh như bà Harris,